Hi, chào mừng các bạn đã quay lại với vlog của Nhiếm. Thì rất là nhiều bạn muốn Nhiếm review về con K5 700D này. Thì hôm nay Nhiếm đã mượn được để mà review cho các bạn xem nhé. Đó. Thì với mức giá hiện tại của nó cho cái body này thì chỉ tầm khoảng là 4 triệu rưỡi đến 5 triệu rưỡi, nói chung là tùy ngoại hình và số shot của nó. Thì mình mượn máy này bên anh Dũng TD Camera nha các bạn. Thì ở số 19-14 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận Nhất đó. Thì các bạn có nhu cầu mua máy thì cứ liên hệ với anh Dũng ha. Đó. Hôm nay mình sẽ review xem là con Canon 700D này có gì và có đáng để mua trong thời điểm hiện tại hay không nhé các bạn. Đây, hiện tại trên tay mình đây là con Canon LS 700D nhé các bạn. Đó, một con có thể nói là cũng là niềm mơ ước một thời của bao bạn sinh viên. Thì mình cố gắng lên con lens kit 18-55 huyền thoại của Canon nhé các bạn. Đó, thì thôi các bạn khi mà mua với máy Canon thì crop thì sẽ có kèm theo cái con kit như thế này. Đó. Thì các bạn đừng có khinh thường cái con kit này nhé. Nói chung là nó rất là lợi hại luôn. Và mình sẽ làm một clip sau về cái con kit này. Đó. Thì nhân vật chính hôm nay của chúng ta sẽ là con Canon LS 700D. Đó, dòng một dòng 3 số. Đó. Rất là nhỏ gọn nhé các bạn. Thì nó cũng to hơn, sẽ to hơn cái con Canon LS M6 mà mình đã từng review. Thì nói chung là nó sẽ dày hơn một tí. Đó, nhưng mà cảm giác nó cầm đối với những bạn nam hay là nữ thì đều rất là chắc chắn nhé các bạn. Đó, đối với những người mà tay nhỏ như mình đây thì khi mà cầm vô thì rất là vừa tay luôn. Đó, cả kệ những bạn nữ và nam, những bạn tay to thì nó sẽ phải thụt xuống một xíu. Thì mình sẽ dùng cái ngón út như này, mình sẽ để dưới đó như thế này. Đó thì nó vẫn thuận tiện nhé các bạn, tùy theo cách cầm của mỗi người có thoải mái hay không. Và hai bên sẽ là gắn dây đó nên cũng không sao hết các bạn. Đó, điều đầu tiên khi mà các bạn nhìn tổng thể ở con Canon 700D này sẽ là cái màn hình xoay lật. Đó cũng giống như cái con Canon LS M6 đó, đời cao hơn cái con này nha các bạn. Đó. Thì bây giờ các bạn nhìn vô thì vẫn là đối với những dòng crop thì nó vẫn sẽ trang bị một cái flash cock như thế này. Đó, nó vẫn đây là cái phím flash cock này, khi mà bạn nhấn vô thì nó sẽ bật lên. Thì cái này các bạn phải bật máy lên và các bạn nhấn này thì nó sẽ là cái flash cock như thế này. Đó, nói chung mà khi mà bạn biết tận dụng cái flash cock này để và những cái tảng sáng thì nó vẫn đem lại cho các bạn một cái trải nghiệm rất là ok khi mà các bạn chụp trong môi trường thiếu sáng nhé các bạn. Mình sẽ review mặt trên trước ha. Thì đây vẫn là cái vòng xoay quen thuộc, thì bất kỳ cái máy nào cũng sẽ có cái này. Thì nó vẫn là có chế độ M, AV, TVB là bốn cái chế độ đó mà máy nào cũng sẽ có. Và tiếp theo những các bạn có thể thấy là những chế độ khác nhau đó, về cộng, A, chân dung, cây cỏ rồi thể thao đó kiểu. Đây các bạn thể nhìn hình là các bạn có biết thể biết liền đó. Và tiếp theo nữa là sẽ là cái phần ISO đó. ISO là nó sẽ trên này đó, thì nó sẽ khác với con Canon 20D mà mình đã từng review, là khi mà ở bên phía tay phải các bạn sẽ thấy là một màn hình thao tác nhanh là nó sẽ hiện như trên này, nhưng mà đối với con 3 số thì nó sẽ làm gọn lại và nó sẽ bỏ cái phần đó đi đó. Và tiếp theo đây nữa là nó sẽ là phím on off, đây là off on và quay là các bạn sẽ gạt lên. Đó là đối với dòng 3 số thì nó sẽ như thế này. Đó, đây là ISO các bạn có thể thấy, và cái này là điều chỉnh chỉnh tốc nha các bạn. Đó. Hoặc là các bạn có thể điều chỉnh trực tiếp trên máy luôn. Tại vì đối với dòng 3 số 700D thì nó đã có cảm ứng rồi nha các bạn. Đây là phím lấy nét và chụp. Đó, đây là những cái mà các bạn thấy là zoom to nhỏ và cũng như là các bạn điều chỉnh cái điểm lấy nét nha các bạn. Đó. Rồi. Tiếp theo nữa là cái phần bề mặt phía trước, đó thì là sẽ là màn hình live view của nó. Đó, với Canon 700D ha. Đó, màn hình live view của nó đây. Và menu info của cái máy. Những cái tấm hình nhá, info của tấm hình. Đó, khi mà muốn xem lại. Và đây là chế độ chuyển các bạn chụp live view cũng như là các bạn chuyển chế độ quay. Còn đây là bánh xe để các bạn chỉnh độ cận trên cái ống ngắm này nhé các bạn. Đó, đây chế độ AV. Và cái quy là các bạn để điều chỉnh thông số như trên này nhé các bạn. Xem ảnh rồi quay bên lề, F.
đó, rất là nhiều cái. Và hiện giờ này là chung với cái chụp nhiều tấm như thế này nhé, các bạn có thể set nhấn nó để mà set qua thao tác nhanh đó các bạn, làm cái xem hình ảnh lại đây, cái nút xem ảnh lại đây đó, và nút xóa nhé các bạn đó. Rồi tiếp theo nữa là các bạn thấy là đây là cái chỗ để mà các bạn gắn thẻ nhớ đó. Thì nó đã sử dụng thẻ SD khác với dòng ba hai số là 20D, 30D và 40D đó, thì nó mới sử dụng thẻ CF thôi. Còn con này thì nó sử dụng thẻ SD với giá thành rẻ và dễ sử dụng hơn nhiều đó. Thì hiện tại thì rất nhiều máy đã sử dụng thẻ SD nhé các bạn đó. Rồi tiếp theo là mặt dưới của nó là phần pin nhé các bạn đó, thì nó sẽ tách rời so với Canon M6 là phần thẻ và pin sẽ là đa phần là sẽ chung, thì cái này sẽ là riêng đó. Thì các bạn có thể thấy là Canon đây là viên pin E8, cái con Canon 700D này thì sử dụng là pin E8, còn Canon M6 mà mình trước mình cho các bạn xem là sẽ là in pin E17 đó. Nói chung là sẽ các bạn khi mà mua pin các bạn nhớ chú ý về mã pin nhé các bạn. Đây các bạn có thể thấy đây là pin E8 và nó cao hơn dung lượng pin của pin M6 nhé các bạn. Con này là 1120mAh thì nó sẽ cho chất lượng nói chung là tầm đâu đó 480 quay đầu, nhưng mà đối với tiết kiệm nhất có thể là khi các bạn chụp với ống ngắm nhé các bạn. Và tiếp theo là đối với cái lens quốc dân là con 18-55 này đi kẹp đó, thì mình nói sơ qua luôn thì cái con này nói chung là cũng rất là dữ dằn à. Đó, nó rất là đa dụng luôn, tiêu cự 18-55 và nó có cả chống rung nhé các bạn. Đối với con STM này thì nó sẽ lấy nét STM nói chung là sẽ siêu thanh và chống rung trên lens nhé các bạn, và có cả chế độ macro luôn đó. Đó các bạn có thể thấy là ở 0.25m là rất là ghê nhé các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục là phần đi vào bên trong này, thì đây là màn hình live view, và khi các bạn ở đây các bạn nhấn lên là những cái phím mà thao tác nhanh đó, chế độ quay một tấm hay là code hay là expert đó, tùy theo đây quay một balance đó. Đây đó là những cái chế độ gắn picture style của nó là dưới cái này đó. Đó cái phần này là các bạn để thao tác, khi bạn nhấn AV vô đó là các bạn sẽ thay đổi như thế này nè, để mình sẽ cho các bạn thấy. Nếu bạn muốn thay đổi về khẩu thì các bạn sẽ nhấn vô AV đó để các bạn thay đổi khẩu ha. Đó, còn bình thường thì các bạn sẽ thay đổi phần tóc như thế này, tùy theo các bạn gắn ngược lại cũng được, không sao hết. Đó và đây là ISO, ISO các bạn nhấn vô đây ở trên đây này và các bạn lăn thôi. Đó là những cái mà tuy nó không có màn hình thao tác phụ bên đây, nhưng mà nó sẽ có màn hình live view này để các bạn có thể tùy chỉnh, hay là các bạn có thể cảm ứng luôn nhé các bạn. Là các bạn nếu mà bạn đang ở bình thường thì các bạn muốn cảm ứng thì bạn nhấn vô quy và các bạn sẽ cảm ứng như thế này đó. Bạn có thể thấy là đây là màn hình cảm ứng nhé các bạn. Đó tùy theo các bạn thôi. Mà các bạn khi mà muốn cảm ứng thì các bạn nhớ nhấn vào quy nhé các bạn, là các bạn mới thao tác được, còn không thôi là mình không có chọn được nhé các bạn. Đó và đây là màn để xem ảnh lại thôi. Đó không có gì hết. Nãy giờ Nhím đã review xong về cái con Canon 700D này nhé các bạn. Đó, tuy là dòng 3 số nhỏ gọn và cái thời lượng pin vừa đủ dùng. Nói chung là khi mà các bạn kết hợp với những lens như 50STM giá thành mua cũ chỉ tầm khoảng 1.7 triệu đến 2 triệu, thì các bạn có thể chụp chân dung một cách rất là ok luôn, xóa phông rất là mịn lắm. Thì với mức giá tầm dưới 6 triệu thì các bạn đã sở hữu một cái body Canon 700D như thế này đó. Và cho chúng ta màn hình xoay lập cộng với cảm ứng đó. Còn đối với khi mà máy này chưa có wifi thì các bạn có thể mua những đầu độc thẻ mà kết nối trực tiếp qua điện thoại đó, nếu mà các bạn muốn chỉnh sửa ảnh đó. Rất là thuận tiện, và các bạn đồng thời cũng cho lấy cũng lấy file gốc của nó và chỉnh sửa thì sẽ ok hơn là các bạn chuyển qua wifi đó. Nói chung là nó rất là nhanh hơn, không gì hết.
Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Nhím. Nếu các bạn thấy clip của Nhím hay, các bạn hãy cho Nhím xin một like, một share và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.